Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một công trình đã được thiết kế cho chủ đầu tư là gia đình của anh Lê Văn Luyến, có địa chỉ tại Chí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh. Đối với công trình này của chúng ta thì đang được thiết kế theo loại hình là phong cách hiện đại kết hợp với cả là hệ mái bằng 3 tầng quý vị nha. Và đây cũng chính là một cái loại phong cách rất là đặc trưng của một ngôi nhà lô phố rồi, bởi vì chúng ta sẽ có thể tận dụng được tối đa cái khoảng không gian sân vườn, và ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ còn có thể tận dụng được phía bên trên ban công của công trình cơ. Thì đây chính là một trong những cái lối thiết kế rất đặc biệt để quý vị có thể tham khảo. Và ngoài ra, quý vị vẫn có thể tìm hiểu thêm trên các kênh thông tin trực tuyến khác của chúng tôi để tìm hiểu về những mẫu nhà khác quý vị nha. Và để nói về Mark Home thì chúng tôi có hai trang web lớn, đó chính là thiết kế thi công trọn gói .com cũng như là markhomegroup.vn. Khi mà quý vị truy cập vào hai trang web này sẽ có thể nhận được toàn bộ những thông tin về chương trình ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá để tri ân tới khách hàng mà Mark Home sẽ thường xuyên cập nhật phía bên trên trang web. Và đối với phía Thanh Công Cụ này, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin cơ bản từ những cái văn hóa tuyển dụng của Mark Home cũng như là về những mẫu nhà đẹp, những cái dịch vụ thiết kế nhà đẹp, thiết kế nhà vườn, nhà cấp 4, nhà ống đẹp, thiết kế nhà hiện đại và thiết kế biệt thự. Ngoài ra, những dự án hoàn thiện và những dự án đang thi công chúng tôi sẽ cập nhật phía bên trên trang web này để quý vị có thể nhìn nhận một cách trực quan và sinh động hơn, xem rằng là cái công trình mà chúng ta hoàn thiện thực tế nó sẽ đẹp như thế nào so với bản vẽ thiết kế. Và có một điều đặc biệt, đó chính là cái phần kinh nghiệm. Ở đây chúng tôi sẽ cập nhật về những cái cẩm nang xây nhà cũng như là những cái kinh nghiệm phong thủy. Đây chắc chắn là một cái nguồn kiến thức rất là bổ ích nếu như quý vị muốn tìm hiểu để tự xây dựng cho mình một ngôi nhà, một công trình thật là đẹp. Và ngoài ra nữa thì chúng tôi sẽ có một kênh YouTube, đó chính là kênh Mark Home, có số lượng người đăng ký lên tới 137.000 người đăng ký rồi. Và không chỉ là có kênh YouTube Mark Home này, chúng tôi còn có cả một hệ sinh thái Mark Home như vậy, với kênh Nhà đẹp Mark Home có số lượng người đăng ký là 1,57 triệu người đăng ký, kênh Lô đài Việt là 426 người đăng ký, kênh Mini Home nhà giá rẻ có số lượng là 1,97.000 người đăng ký và kênh Kỹ sư Chế Thanh là 270 người đăng ký. Đối với ba kênh YouTube này, chính là ba kênh YouTube mới ra mắt của Mark Home. Tất cả những kênh YouTube này chúng tôi sẽ cập nhật những cái công trình chuyên sâu hơn, cụ thể hơn. Ví dụ như kênh Lô đài Việt, chúng tôi sẽ cập nhật những mẫu công trình cực kỳ là hoành tráng, đồ sộ trên đất nước Việt Nam. Còn đối với kênh Min Home nhà giá rẻ thì chúng tôi sẽ lại cập nhật về những công trình nào có mức đầu tư vừa phải và hợp lý. Và đối với kênh Kỹ sư Chí Thanh thì chúng tôi sẽ lại đăng tải cái quá trình mà chúng tôi đi thanh tra giám sát, xem rằng là cái công trình mà chúng ta đang thực hiện nó có sai sót ở đâu hay là nó đã đảm bảo theo đúng cái bản vẽ thiết kế hay chưa. Và đối với tất cả những kênh YouTube này, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật tới khách hàng khoảng tầm là từ 2 đến 3 video một ngày để phục vụ nhu cầu theo dõi của quý vị khán giả. Và ngoài ra, chúng tôi sẽ có một fanpage Facebook với tên đó chính là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở đây thì cũng đã có số lượng lên tới 65.000 người theo dõi rồi. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những mẫu công trình đẹp hay là những cái thiết kế đẹp dành cho quý vị. Và quý vị có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage này hoặc là liên hệ qua các số hotline mà chúng tôi sẽ cập nhật trên đầu các trang web. Đó chính là 096-445-8888, 0828-133-333 hoặc là 0924-099-999. Và ngoài ra, quý vị cũng có thể đến tham quan tại các trụ sở của Mark Home. Hiện tại thì quy mô của Mark Home đã trải rộng trên khắp mọi miền của Tổ quốc Việt Nam. Ví dụ như tại miền Bắc, chúng tôi có địa chỉ tại 180 Phạm Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại miền Nam, chúng tôi có địa chỉ tại số 162, 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và tại các tỉnh miền Trung, chúng tôi có địa chỉ tại số 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Tại các tỉnh Tây Nguyên, chúng tôi có địa chỉ tại số 34 QL14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Và tại Bình Dương, chúng tôi có địa chỉ tại 578 H8 tổ 6, ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Khi mà quý vị đến tại các trụ sở này, quý vị không chỉ là được nhận tư vấn trực tiếp mà quý vị còn được tham quan showroom của chúng tôi. Ở đây thì chúng tôi sẽ trưng bày tất cả những trang thiết bị vệ sinh, những vật liệu mà do Mark Home sản xuất và phân phối độc quyền. Đây cũng chính là một cái thế mạnh và là niềm tự hào của Mark Home khi mà chúng tôi có thể đưa những cái sản phẩm này từ nhà máy sản xuất đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Ngoài ra, nếu như quý vị lựa chọn một đơn vị có thể cung cấp được những vật liệu từ trực tiếp nhà máy đến tay của người tiêu dùng thì sẽ có thể hạn chế được rất nhiều những cái chi phí giao thương buôn bán. Ví dụ như là một thùng sơn này, quý vị ra ngoài cửa hàng quý vị mua thì sẽ mất khoảng tầm từ 10 đến 15% chi phí cho mỗi cấp như là tổng vùng, tổng kho, bến bãi rồi là cửa hàng, bởi vì là chúng ta sẽ phải có cái chi phí giao thương buôn bán cho các cấp đó rồi mà. Còn nếu như chúng ta nhận được những cái sản phẩm từ trực tiếp nhà máy sản xuất ấy thì nó sẽ hạn chế được toàn bộ những cái giá cả giao thương buôn bán đó. Và ngoài ra, chúng ta còn có thể chắc chắn một điều rằng là tất cả những cái nguồn trang thiết bị vật liệu này đều là nguồn chính hãng, không lo về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Được rồi, cùng quay trở lại với công trình chính của chúng
chúng ta ngày hôm nay thì như đã giới thiệu với quý vị rằng công trình này được thiết kế theo loại hình là phong cách hiện đại kết hợp với cả hệ máy bằng 3 tầng. Thì tại đây chúng ta sẽ có một cái vẻ ngoài ngoại thất bao gồm những cái hệ lam bê tông, những cái khối trụ rất là vuông vức quý vị nha. Nó sẽ thể hiện đặc trưng của một phong cách hiện đại rồi, nhìn nó sẽ khỏe khoắn và trẻ trung này. Và ngoài ra nữa thì cái chi phí đầu tư của nó sẽ rẻ hơn so với cái loại phong cách là tân cổ hay là cổ điển classic. Bởi vì nếu như mà chúng ta làm cái phong cách tân cổ thì sẽ phải gia tăng thêm cái chi phí cho nhân công xây dựng. Bởi cái tay nghề, trình độ chuyên môn của đội ngũ thợ xây làm những cái phào chỉ hoa văn trang trí sẽ yêu cầu khá là cao. Vậy nên chúng ta cứ làm một cái phong cách hiện đại này thôi, mặc dù nó đơn giản nhưng mà nó cực kỳ là đẹp rồi. Và với một cái phong cách hiện đại này, khi mà chúng ta kết hợp với cả một cái hệ máy bằng ấy, thì nó sẽ lại càng tôn thêm cái vẻ đẹp đơn giản gọn nhẹ cho công trình. Và ngoài ra nữa thì nó còn thực sự phù hợp với cả những ngôi nhà lâu phố quý vị nha. Bởi nếu như mà chúng ta làm những ngôi nhà hệ mái Nhật, mái Thái thì chúng ta sẽ phải chừa thêm một cái khoảng không gian nữa để làm một cái độ đua của mái khoảng tầm là từ 0,7 đến 1 mét thì nó sẽ gia tăng thêm cái phần diện tích như cái lô đất cho ngôi nhà. Vậy nên với những ngôi nhà lâu phố bây giờ chúng ta đang lựa chọn cái mái bằng này rất là nhiều. Tuy nhiên đối với mái bằng chúng ta cũng cần phải lưu ý một vài những cái yếu tố khi mà chúng ta thi công. Trước hết là về cái yếu tố chống thấm, thoát nước làm sao cho hiệu quả. Nếu như mà chúng ta làm cái việc chống thấm không hiệu quả ấy, thì nó sẽ bị thấm dột, thậm chí là bị nứt vỡ phía bên trên phần sàn mái cơ. Bởi vì khác với cả những ngôi nhà hệ mái cao, mái bằng này của chúng ta, thì cái mái bằng này của chúng ta sẽ có một cái sàn mái nó theo phương ngang rồi, không có một cái độ dốc tự nhiên như là những nhà có vì kiểu mái ngói. Thì nước nó sẽ rất dễ bị tù đọng phía bên trên đây. Vậy nên khi mà chúng ta có được một cái bản vẽ thiết kế hoàn chỉnh ý, và chúng ta thi công theo cái bản vẽ thiết kế đó cũng chính là một cái giải pháp để có thể phòng ngừa cái việc bị tích tụ nước phía bên trên phần mái nhà quý vị nha. Và một cái lưu ý thứ hai nữa đó chính là về cái yếu tố cách nhiệt. Thường những ngôi nhà mái bằng của chúng ta nếu như mà không xử lý cái cách nhiệt hiệu quả ấy, thì những cái ánh nắng mặt trời nó sẽ được hấp thụ những cái nhiệt năng ở cái phần sàn mái và truyền tải xuống cái không gian sống phía bên dưới chúng ta, sẽ tạo ra cái cảm giác là bị oi bức, ngột ngạt, khó chịu, khiến cho cái đời sống của chúng ta vô cùng là mệt mỏi. Thay vào đó chúng ta sẽ có thể làm một vài cái phương pháp khác để có thể cách nhiệt, ví dụ như làm những cái mái tôn cách nhiệt phía bên trên phần mái nhà này, hay là làm thêm những cái trần gạch cao phía bên dưới cái không gian sống phía bên dưới chúng ta quý vị nha. Hoặc như công trình này chúng ta đang thiết kế cũng khá là tốt rồi, với cái việc chúng ta làm thêm những cái hệ lam mái như thế này thì nó sẽ giảm thiểu được những cái ảnh hưởng của ánh nắng trực tiếp xuống cái phần sàn mái chúng ta. Thậm chí là phía bên này chúng ta sẽ có những cái lam bê tông, cái mảng tường bao đó thì sẽ hạn chế cái sự ảnh hưởng của cái nắng tây từ buổi chiều vào trong công trình quý vị nhé. Đây chính là một cái lối thiết kế mà tôi đánh giá một cái tay nghề chuyên môn của kiến trúc sư rất là cao rồi. Từ cái vẻ ngoài ngoại thất thôi, mặc dù là nó đảm bảo được cái tính giao diện nhưng mà nó sẽ đảm bảo được những cái tác động của thời tiết tự nhiên, môi trường xung quanh không ảnh hưởng quá là nhiều đến công trình quý vị nha. Mà với một cái trình độ chuyên môn uy tín của kiến trúc sư Mark Holm, tất cả những công trình mà chúng tôi thiết kế nó sẽ đảm bảo được cái yếu tố như vậy. Và xét về cái sảnh chính của công trình thì tại đây chúng ta đang sử dụng với một cái hệ thống bậc ngũ cấp đi lên. Đối với hệ thống bậc ngũ cấp này nó sẽ đảm bảo rất tốt cho phong thủy khi mà biểu trưng cho hệ ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ tương ứng với mỗi bậc. Ở đây chúng ta sẽ có hai màu sắc khác nhau giữa mặt bậc và cầu bậc này, giúp cho quá trình chúng ta đi lại di chuyển sẽ không bị nhìn nhầm, bước hụt hay là vấp ngã quý vị nhé. Ngoài ra nữa thì khi mà chúng ta có được một cái chiều cao 5 bậc như thế này thì nó sẽ có một cái tỷ lệ cân đối hơn so với một công trình có một chiều cao đồ sộ như công trình nhà lâu phố ở đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể sử dụng một cái loại bậc khác nữa cơ, đó chính là bậc tam cấp quý vị nha. Với số lượng là 3 bậc thì nó sẽ biểu trưng cho 3 yếu tố là thiên, địa và nhân. Tuy nhiên tôi đánh giá với những công trình nhà lâu phố chúng ta cứ thiết kế với hệ thống bậc ngũ cấp như này là hoàn hảo nhất rồi. Và tiếp theo là về cái sảnh chính này, toàn bộ những cái mặt tường đằng trước thì chúng ta đã sử dụng cái loại gạch men đá chúng ta ốp ra phía đằng trước mặt tầng 3 rồi, sẽ có thể lau chùi vệ sinh rất là dễ dàng, không lo những cái ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời rồi là những cái mưa gió nó tác động vào phía mặt trước của công trình. Và nó nếu như mà ở đây chúng ta là những cái mảng sơn thì lâu một vài năm là chúng ta sẽ phải sơn cải tạo lại, bởi vì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là bị phai màu, bị ố hay là nó bị bong chóc. Nhưng mà với những cái mảng tường bao mà chúng ta ốp gạch men đá như này thì sẽ có một tuổi thọ lâu hơn rất là nhiều quý vị nha.
Hoặc nếu như mà chúng ta muốn đảm bảo về cái tính giao diện nhưng mà lại có thể giảm thiểu chi phí đầu tư cho công trình thì hoàn toàn chúng ta vẫn có thể không sử dụng những cái loại gạch men đá như này nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng những cái loại sơn giả đá quý vị nha. Thì nó vẫn sẽ đảm bảo cái tính giao diện mà lại còn có thể giảm thiểu cái chi phí đầu tư cơ. Thì cái việc này nó sẽ phụ thuộc vào tùy cái mức đầu tư của từng gia chủ một. Nhưng mà trước hết là tôi đánh giá ở đây là cái yếu tố ghi màu cho công trình. Tức là ở đây chúng ta dù là sử dụng gạch men đá hay là sơn thì chúng ta sẽ sử dụng đồng nhất những cái tông màu với cả những cái phần còn lại của công trình quý vị nha. Ở đây chúng ta đang sử dụng cái tông màu trung tính rồi. Với cái tông màu trung tính như này chúng ta sẽ dễ dàng kết hợp với cả những cái tông màu khác như là tông màu lạnh hay tông màu nóng, rất đẹp cho một công trình nhà lập phố rồi. Và đối với cái hệ thống cửa chính này, chúng ta đang sử dụng hệ thống cửa thủy lực kết hợp với cả những cái lan hoa đồng, kính cường lực ở đây quý vị nha. Nó sẽ giúp cho công trình chúng ta vừa sang trọng, vừa hiện đại, mà ngoài ra còn có thể hạn chế sự tác động của thời tiết tự nhiên môi trường xung quanh đến cái cửa. Nếu ở đây chúng ta sử dụng là cái cửa gỗ tự nhiên thì một vài năm thôi là nó sẽ bị cong vênh hay là mối mọt, ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng của công trình. Như công trình này chúng ta đang sử dụng cái vật liệu nhân tạo rồi là có thể khắc phục được hoàn toàn những cái hạn chế đó. Đây chắc chắn là một cái sự lựa chọn nó vô cùng tối ưu khi mà chúng ta đầu tư cho công trình rồi quý vị nhé. Và đó là về vẻ ngoài ngoại thất của công trình. Sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản hồ sơ thiết kế để cùng tìm hiểu về những bản vẽ từ hồ sơ kiến trúc này, hồ sơ điện nước, hồ sơ kết cấu cũng như là về bản dự toán của công trình. Thì tất cả những công trình mà do Mark Home thực hiện chúng tôi sẽ đều đầy đủ những bản vẽ như vậy. Còn bây giờ trước hết xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mục lục bản vẽ kiến trúc. Ở đây với số lượng là 51 trang vẽ, chúng tôi sẽ thể hiện đầy đủ những cái nội dung cơ bản và rất là quen thuộc rồi, từ danh mục bản vẽ này, mặt bằng hiện trạng công trình, mặt bằng định vị công trình, mặt bằng bắt trạch phong thủy, mặt bằng bố trí nội thất, mặt bằng xây dựng, mặt đứng, mặt cắt, những cái chi tiết vệ sinh, cầu thang, cửa đi, cửa sổ hay là những cái mặt bằng chân đèn, thì tất cả nó sẽ giúp cho quá trình chúng ta thi công cũng sẽ dễ dàng hơn nha quý vị. Và tiếp theo là về trang vẽ mặt bằng hiện trạng của công trình, thì tại đây chúng ta sẽ có thể xác định được hình dạng và kích thước của lô đất, cũng như là về những cái yếu tố xung quanh như là đường này, hay là có tiếp giáp với cả nhà hàng xóm hay là ao hồ hay không, để bố trí những cái công năng hay là những cái việc sử dụng cái giải pháp nền và móng làm sao cho nó phù hợp quý vị nha. Và tiếp theo là về mặt bằng định vị công trình, thì tại đây chúng ta sẽ có thể xác định hướng của công trình dựa vào cái hoa gió phía bên trên trang vẽ. Cái hoa gió này của chúng tôi thì sẽ luôn luôn chỉ về cái hướng bắc, từ đó chúng ta xác định ra những cái hướng còn lại. Ví dụ như là ngược xuống dưới sẽ có hướng nam này, sang phía bên tay phải là hướng đông và sang phía bên tay trái là hướng tây. Và đối với sảnh chính công trình này nó đang xuôi theo cái hướng là đông bắc, để xem nó có thực sự phù hợp với tuổi của gia chủ không. Chúng ta sẽ đến với trang vẽ mặt bằng bắt trạch phong thủy. Dựa vào thông tin gia chủ sinh năm 1996 Bính Tý, từ đó chúng ta xác định ra những hướng tốt, ví dụ như là hướng đông nam là phục vị được sự giúp đỡ may mắn, hướng nam là thiên ni thiên thời che chở, hướng đông là phúc đức mọi sở định và hướng bắc là sinh khí phúc lộc vẹn toàn thu hút tài lộc. Thì đối với cái công năng của công trình này chúng ta sẽ có thể cân đối điều chỉnh lại cho nó phù hợp với cả những cái hướng tốt mà chúng ta đã vừa xem quý vị nha. Tiếp theo là về trang vẽ mặt bằng nội thất của tầng 1. Tại đây chúng ta sẽ có thể xác định được cái chiều rộng mặt tiền là 6m7 và chiều sâu của chúng ta thì sẽ là 19m3. Như vậy là chúng ta sẽ có thể thoải mái bố trí công năng cho từng phòng rồi. Phía bên dưới tầng 1 này chúng ta sẽ có một khu vực phòng khách kết hợp với phòng thờ có diện tích là 35,5m2. Thì với những ngôi nhà lâu phố rất ít công trình nào vì chúng ta đã liên thông cả khu vực phòng khách với phòng thờ với nhau, đặc biệt lại còn đẩy khu vực phòng khách ra phía trước của công trình nữa. Thì ở đây chính là một cái lối thiết kế cũng khá đặc biệt, bởi vì nó sẽ giúp cho công trình chúng ta sẽ có cảm giác là ấm cúng hơn. Ngay sau khi mà bước vào từ công trình chúng ta sẽ đến với không gian tâm linh rồi. Và tại đây sẽ bố trí cả một cái bộ bàn ghế sofa để phục vụ cho nhu cầu tiếp khách rất là thoải mái nữa. Đối diện thì sẽ là một cái kệ tivi quý vị nhé. Phía đằng sau này chúng ta sẽ có một cái hệ thống cầu thang để ngăn cách giữa khu vực phòng khách, phòng thờ với cả những công năng riêng tư của công trình như là phòng bếp kết hợp với phòng ăn ở đây, diện tích là 24m2, cũng khá là rộng rãi để có thể bố trí một cái bộ bàn ghế ngồi ăn uống ngay sau khi nấu nướng rồi. Hệ bàn bếp của chúng ta đang sử dụng ở đây là hệ bàn bếp hình chữ L quý vị nhé, đảm bảo tốt cho phong thủy khi mà tránh cái xung khắc thủy hỏa đối đầu, bố trí cái bồn rửa cũng như là bếp nấu theo hai cái hướng khác nhau. Và tiếp theo là về khu vực phòng ngủ 1 của công trình, chúng ta sẽ có diện tích là 13m2, đầy đủ những nội thất cơ bản từ giường đôi này, tủ quần áo cho tới bàn làm việc trang điểm, cũng như là một cái đôn đầu giường nữa. Ở phía bên này chúng ta sẽ có những cái hệ thống cửa sổ để phục vụ cho cái đảm bảo ánh sáng khi mà chúng ta sinh hoạt sẽ có cảm giác là thoải mái hơn. Và cuối cùng là về khu vực nhà vệ sinh chung dưới tầng 1, chúng ta sẽ có cái diện tích là 3,5m2. Tại đây với một không gian vừa đủ thôi nhưng mà cũng đã bố trí đầy đủ những cái
trang thiết bị vệ sinh rồi, từ lavabo này, bồn cầu cho tới vào tầm sen. Và lên tới tầng 2 của chúng ta thì sẽ chủ yếu sử dụng cho các khu vực phòng ngủ riêng tư với số lượng là 3 phòng ngủ ở đây. Phòng ngủ 2 12,3m², phòng ngủ 3 12,3m² và phòng ngủ 4 là 24m². Trong đây thì chúng ta sẽ bố trí bao gồm là phòng ngủ 4 sẽ có nhà vệ sinh khép kín quý vị nhé. Với một cái nhà vệ sinh khép kín có diện tích là 4,9m² như ở đây thì chúng ta đã bố trí đầy đủ những trang thiết bị vệ sinh cơ bản rồi, không kém cạnh gì so với một nhà vệ sinh chung cả. Tại nhà vệ sinh chung này thì chúng ta sẽ có diện tích là 5,4m², cũng sẽ bố trí đầy đủ những cái trang thiết bị rồi. Và với cái số lượng là 3 phòng ngủ trên tầng 2 như thế này mà có kết hợp giữa một cái nhà vệ sinh chung, một nhà vệ sinh khép kín, tôi đánh giá nó là một cái số lượng vừa đủ rồi, rất là thoải mái để chúng ta có thể sinh hoạt, đặc biệt là vào những cái giờ cao điểm. Và đối với khu vực phòng ngủ 3 của chúng ta thì sẽ có một cái lối dẫn ra ban công có diện tích là 6m². Và cái việc thiết kế những công năng nội thất như này là vô cùng phù hợp. Và có rất nhiều quý vị đặt ra câu hỏi nếu như mà chúng ta đã theo dõi Mark Home trong một khoảng thời gian dài rồi, rằng là phía bên dưới là một khu vực phòng tâm linh, thì tại sao phía bên trên này chúng ta sẽ sử dụng là khu vực phòng ngủ, những cái khu vực riêng tư đúng không? Nhưng mà thực tế chúng ta sẽ sử dụng ở đây là một cái ban công có diện tích là 6m². Đây, như quý vị có thể nhận thấy rằng là phía dưới tầng 1 thì khu vực phòng thờ chúng ta đã đặt ban thờ ra một cái góc tường bên của công trình rồi. Thì phía bên trên chúng ta sẽ sử dụng ở đây là một cái ban công quý vị nha. Vẫn sẽ hạn chế cái sự ảnh hưởng của những khu vực phòng riêng tư như là phòng ngủ này hay là các khu vực nhà vệ sinh, rất đảm bảo cho phong thủy rồi nha. Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản vẽ 3D nội thất để cùng tìm hiểu về những cái màu sắc hay là những vật liệu sử dụng cho bản vẽ này. Ví dụ như là những cái loại gạch lát sàn ở đây chúng ta đang sử dụng với một cái tông màu rất là sáng sủa, giúp cho công trình chúng ta sẽ có một cái vẻ đẹp, nhìn nó sẽ sáng hơn và nó sẽ làm nổi bật thêm những cái đồ nội thất của công trình. Ví dụ như là bộ bàn ghế này, hay là những cái ban thờ, rồi là những cái rèm cửa. Đó thì nhìn công trình chúng ta sẽ có thêm nhiều cái điểm nhấn hơn và đặc biệt sẽ cực kỳ là sang trọng. Đối với khu vực phòng thờ của chúng ta sẽ có một cái vách lam là bằng gỗ để ngăn cách giữa khu vực phòng thờ với cả khu vực phòng khách nha. Mặc dù là nó liên thông với nhau nhưng mà khi có được một cái vách lam như thế này nó sẽ đảm bảo tốt hơn cho phong thủy, tránh việc chúng ta sẽ ngồi ở khu vực phòng khách này, chúng ta nhìn trực diện vào ban thờ quý vị nha. Tiếp theo là về khu vực phòng bếp thì tại đây chúng ta sẽ sử dụng những cái hệ thống tủ, dù là tủ treo hay là tủ dưới chân thì cũng sẽ sử dụng những cái cánh cửa trơn quý vị nha. Sẽ rất dễ để có thể lau chùi vệ sinh, hạn chế sự ảnh hưởng của dầu mỡ bắn lên đây, đặc biệt đây là cái khu vực chúng ta nấu nướng rất là nhiều. Đối với các khu vực phòng ngủ thì chúng ta đã lựa chọn sang một loại sàn khác, đó chính là sàn gỗ rồi. Nó sẽ giúp cho cái mùa đông chúng ta sẽ có cảm giác là ấm áp hơn, hay là vào mùa hè sẽ lại trở nên là mát mẻ hơn rất là nhiều. Hay còn đối với tất cả những khu vực nhà vệ sinh, dù là nhà vệ sinh chung hay là nhà vệ sinh khép kín, chúng ta sẽ đều ốp gạch men đá lên cao quỳnh chân để hạn chế sự ảnh hưởng của vi khuẩn nấm mốc đến những mảng tường bao xung quanh. Đặc biệt đây là cái nơi chúng ta sẽ tắm rồi là ảnh hưởng bởi hơi nước rất là nhiều nữa. Và đó là về bản vẽ nội thất 3D của công trình. Sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bản vẽ kỹ thuật để tìm hiểu về kết cấu chiều cao. Tại đây, trang vẽ mặt đứng trục 16 chúng ta sẽ có thể xác định được cái chiều cao tổng thể lên tới là 10,8m. Trong đó chúng ta sẽ đầu tư là 750mm cho hệ thống bậc ngũ cấp phía bên dưới này, 3,9m cho chiều cao thông thủy của tầng 1, 3,6m cho tầng 2 và riêng phần tum của chúng ta sẽ có chiều cao là 3,3m. Tiếp theo là về mặt cắt A, mặt cắt BB sẽ thể hiện những cái thông số của dầm sàn tường rất là chi tiết rồi, giúp cho quá trình chúng ta thi công cũng sẽ dễ dàng hơn. Khi mà đội ngũ thợ xây hay là kỹ thuật chúng ta làm việc với công trình, chúng ta sẽ đọc bản vẽ kỹ thuật này là nhiều hơn để xác định được những cái thông số chi tiết, giúp cho quá trình chúng ta thi công nó cũng sẽ dễ dàng hơn quý vị nha. Tiếp theo là về hạng mục điện nước của công trình thì với đầy đủ những cái nội dung cơ bản như là danh mục bản vẽ này, ký hiệu thiết bị điện, mặt bằng cấp điện chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng bố trí camera, bình nóng lạnh, rồi là những cái sơ đồ nguyên lý cấp điện, mặt bằng chống sét, rồi là những cái chi tiết lắp đặt thiết bị và bảng thiết kế thiết bị nữa. Tất cả cũng sẽ giúp cho quá trình chúng ta lắp đặt sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ như là những cái đường điện âm tường, những cái đường nước chúng ta đi ở đâu thì khi mà đọc bản vẽ cũng đã rất là dễ dàng rồi, từ những cái vật liệu cho tới những cái vị trí hay là kích thước. Đó thì khi mà chúng ta có được một bản vẽ như thế này sẽ hạn chế tối đa cái sự phát sinh hay là chúng ta làm sai công trình, khiến cho chúng ta sẽ phải cải tạo, chúng ta sửa đổi lại thì mất rất nhiều thời gian, công sức, thậm chí là tiền bạc của quý vị nhé. Và tiếp theo là về hạng mục kết cấu của công trình thì tại đây chúng ta đang sử dụng cái giải pháp xử lý nền và móng, đó chính là móng băng bê tông cốt thép. Đối với móng băng này chúng ta sẽ có một cái kết cấu cũng khá là đơn giản thôi, bao gồm những mục đặt độc lập hoặc là giao nhau theo những
những cái mối nối thành chữ thập như thế này. Cái mục đích chính của móng băng vẫn là để chịu được những cái tải trọng hàng rào bờ tường xung quanh công trình rồi. Và cái ưu điểm của nó sẽ có cái độ sụt lún đồng đều hơn so với cái loại móng đơn, nhưng mà về cái chi phí nó lại còn có rẻ hơn so với cái loại móng cọc. Vậy nên bây giờ cũng đang được sử dụng khá là nhiều trong những công trình dân dụng, và thực tế là cũng đã thông qua quá trình đội ngũ kỹ sư của chúng tôi về trực tiếp tại địa bàn để khảo sát cái nền địa chính ở đó rồi, xem rằng là chúng ta lựa chọn cái giải pháp xử lý nền và móng như thế nào cho nó phù hợp. Vậy nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về cái việc chúng ta lựa chọn móng băng này quý vị nha. Cuối cùng là về phần dự toán của công trình thì từ những cái hạng mục lớn nhất cho tới nhỏ nhất, chúng tôi đã bóc tách bằng một cái bộ công cụ rất là chuyên nghiệp rồi để giúp cho quá trình chúng ta chi tiêu cho công trình cũng sẽ dễ dàng hơn. Và khi mà chúng ta nắm rõ được những cái thông số hay là về những cái giá thành thì chúng ta sẽ xác định được rõ ràng hơn, không lo bị phát sinh, bị đội giá lên. Hay là nếu quý vị đã đăng ký thiết kế thi công trên gói rồi thì chúng tôi còn cam kết quý vị sẽ không phải lo về những yếu tố như là vật liệu hay là về cái giá thành, bởi vì chúng tôi còn cam kết không phát sinh, không nâng giá, không thay đổi chỉnh sửa gì cả. Đó thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là về giá thành quý vị nha. Và quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin về công trình của gia đình anh Luyến có địa chỉ tại Bắc Ninh. Nếu quý vị có thắc mắc, cần được giải đáp hay là có nhu cầu thiết kế thi công trận gói, xin mời quý vị liên hệ tới hotline của công ty. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.